Công tác chuẩn bị đổ mái tầng 3 chiều hôm nay nên kiểm tra lại xem các công đoạn đã ổn chưa. Đây là tầng lệch nhé. Đây là phòng ngủ thứ nhất này. Nhà vệ sinh phòng ngủ thứ nhất này. Phòng ngủ thứ hai đây, nhà vệ sinh phòng ngủ thứ hai này. Nhà tắm phòng ngủ thứ hai này. Cửa sổ ở đằng sau này, những cửa ra sau ban công sau này. Và cửa sổ này chắc chắn là sẽ không có ai chắn nhé, bởi vì đây là cái thì cục thuế Sơn Động Lục Ngạn họ xây 5 tầng cố định như vậy, và họ để cái hành lang độ 4-5 mét để cho xe cứu hỏa chạy xung quanh, cho nên chắc chắn là cái cửa sổ và cái cửa đằng sau này sẽ không có ai chắn, rất thoáng. Đây lại là phòng ngủ tầng 3 này. Rộng rãi. Đây là lên sân phơi. Cửa sổ thông tầng này nên sân phơi này. Đây sân phơi này. Sau là lên tầng 4 này, một vào tầng 4 này. Chiều này đổ đây. Đây, sân phơi đây. Tầng 4 này. Một phòng ngủ phụ và một phòng thờ tầng 4 này. Chiều này đổ rồi. Thank you.
nhà tắm vệ sinh tầng 1. Đây là bếp và phòng ăn. Bếp và phòng ăn thì cũng có cửa sổ rất rộng, rất thoáng. Và chắc chắn là đằng sau này là cái nhà của 5 tầng của chi cục thuế Sơn Động và Lục Ngạn, là họ xây cố định rồi, sẽ không có gì che chắn, là cái khoảng không này rất là hút gió, thông thoáng.